Và ok, hi, xin chào tất cả các anh em đã đến và quay trở lại với PWM Channel ha, trong video recent ngày hôm nay. Thì trước mắt chúng ta là Black Myth Wukong, một cái bản cutscene của một cái đoạn gameplay, một cái bản cutscene từ một cái video cũng trong cái game này luôn. Thì Black Myth Wukong đã ra mắt cái đoạn gameplay đầu tiên cách đây khoảng một năm mấy, 2 năm rồi đấy. Bây giờ thì mới tung ra thêm một cái bản nữa. Thật ra có 3 bản lận, anh em có thể tìm xem trên YouTube ha. Rồi thì vừa ra mắt thì chúng ta cùng xem cái đoạn gameplay nó sẽ có cái gì và cái đoạn cutscene nó sẽ như thế nào ha. Rồi, rất welcome anh em. Ok, chúng ta sẽ xem cái đoạn cutscene trước. Ok. Đừng quên tới làm một like subscribe để ủng hộ kênh anh em nhé. Rồi, rất là mượt mà. Cao gia trang à, cao lão trang à. Tôi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của Đường Tăng Bát Giới, chắc là không nói về cái phần truyện của Tây Du Ký đâu. Wow, nhạc hay vậy. Ai đấy? Ta sẽ yêu quái. Ta sẽ là yêu quái à? Shut up. Wow, xin thật sự ấy. Tôi có 3 bếp anh em nhé, đừng dằn. Ôi, xem chuyển động nhân vật nói rất là mượt. Má và gái em rất là xinh, thật sự rất là xinh. Xinh nên thấy cái gì cũng mượt anh em ạ. À. Đấy tới rồi, đấy tới rồi. Hình như chúng ta không chờ được đúng không? Tại này đang chọc nhau. Anh em có để ý một cái điều là tôi đây là một cái game do Trung Quốc sản xuất nhưng mà họ không làm theo cái mô típ là nhân vật nào nhìn cũng xinh như búp bê, xinh như baby, ai cũng giống ai, kiểu giống như thế, chỉ khác tóc hoặc là quần áo hoặc là lối trang điểm thôi. Còn trong game này anh em thấy rằng họ tạo nhân vật rất là đa dạng. Đây đây đây, hai cô gái này nhìn rất là khác nhau. Điều này sẽ cho chúng ta một cái cảm giác là rất là thật ấy. Những cái tính cách và những cái cốt truyện của những vật này khác nhau. Hy vọng là chúng ta không quá muộn. Ồ, đây là người đàn ông mà mẹ yêu quý đấy à. Mẹ đang mong đợi thế sao? Hơi xấu hay không? What? Vậy là mình đang ở góc nhìn thứ nhất và đủ mà nó nói là tôi xấu hả? Không phải ai cũng đẹp trai ngoài kia đâu. Nhưng mà không sao, miễn là mẹ thích là được. Không biết hắn đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi. Có phải đây là vũ khí bí mật của mẹ không? Làm sao mà tôi có thể ăn mừng được cơ chứ? Đang có một cái cuộc tranh chấp cãi vã. Quay. Bảy yêu nhìn nhận chứ cái đéo gì nữa. Động bàn tơ anh em ạ. Ok, và chúng ta sẽ là một tân lang à. Cưới hay là không cưới? Chúng ta đang mắc kẹt giữa hư không và đúng không? Vĩnh viễn. Còn cô, tại sao cô lại kích động như thế? Cái đó chắc là đúng một tỷ tỷ đấy. Nên mấy con kia nó mới sợ. Tỷ tỷ à, tôi đưa gửi anh ta cho cô đấy. Này, má mẹ muốn lấy chồng. Mấy đứa con gả mẹ đi anh em ạ. Nhưng mà đây là cái điều mà mẹ muốn.
là con gái của bà ta, chúng ta phải làm cho bà ta hạnh phúc. Nhưng mà người đàn ông này chính là cái lý do mà mẹ kết thúc mọi chuyện. Hôm nay là kết hôn với anh ta à? Không được đâu. Mẹ đã yêu anh ta trước khi rất là lâu trước khi chúng ta được sinh ra. Và chị tin rằng mẹ có lý do để yêu người đàn ông này. Rồi chúng ta hãy ghét qua cái nỗi lo đi. Đây là ngày hạnh phúc của mẹ mà, chúng ta phải trân trọng cái khoảnh khắc này. Mẹ rất là tốt với chúng ta. Nhưng cô ta, ấy nhưng bà ta bị giới đoạn khi ăn uống quá. Nhanh lên. Giờ lành đã tới. Đừng có nhìn vào mặt bà ta nhé. Và hãy nhớ những gì mà tỷ tỷ đã dặn. Cái nhạc hay thật sự luôn ấy. Cái nhạc nghe nó rất là não lòng luôn. Ôi trời ơi. Mẹ đã chờ cái ngày này rất là lâu rồi. Già lắm rồi. Ông trời đã không nói tốt với anh. Nhưng bây giờ chúng ta có nhau rồi. Cái con gái bái đường. Ôi nghe rất là não lòng luôn ý. Đây phân đoạn đủ mới nổi lòng yêu quái à. Thật sự luôn. Trong cái game này, tôi phải nói nha, trong cái game này thì nhân vật chính là, có thể là, không phải là Monkey King, nhân vật chính là một con khỉ đúng không? Nhưng mà nó đánh với lại thần Phật nhiều hơn là đánh với yêu quái. Cái thứ hai nữa là nó sẽ cho chúng ta thấy được cái nỗi lòng đằng sau những con yêu quái và cái động cơ những con yêu quái. Nó có nguyên do căn nguyên cả. Tôi không biết nó có ăn cắp ý tưởng. Alo, nhầm. Không biết có vay mượn ý tưởng gì của Hắc Thoại Tây Du không thì tới đó mình không biết. Nhưng mà đánh với thần Phật nhiều hơn cho mình hiểu về sâu sắc nỗi lòng quy quái thì cũng nhiều hơn luôn. Đấy. Và đoạn trả lời chúng ta kết thúc tại đây đúng không? Bắt biết cuộc không? Là bằng tơ nhện. Nhạc hay quá, thực sự nhạc rất là hay. Cái chuyển động nhân vật rất là mượt. Tạo hình nhân vật rất là đa dạng và xinh. Nhìn thấy... What? Oh shit, một con nhìn nhận. Khoắn đi. Vậy là con nhìn nhận nó không có ý tấn công chúng ta, nó kêu chúng ta đụng nó đi, nó đuổi luôn anh em ạ. Đây là nhà phát triển, anh em có thể vào trang web để xem những cái đoạn trailer gameplay và các thứ thôi. Và coi quá trình họ đang tạo ra bắt mít của con. Ok, và đó là đoạn gameplay đầu tiên, đoạn cutscene đầu tiên của chúng ta. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới một cái đoạn gameplay. Ở đây nó là cái đoạn gameplay. Và... đoạn gameplay này từ cái đoạn gameplay này nó được bật dựa trên cái công nghệ mới của NVIDIA chính là ray tracing ha. Ok, chúng ta sẽ xem cái đoạn gameplay này nó ra đồng thời với cái đoạn cutscene hồi nãy luôn. Rồi, let's go. Game Silesi.
Ok, đây là không phải hình ảnh cuối cùng khi mà chúng ta nhận được cái game. Đây là đoạn đầu tiên mà giống cái gameplay cái bản đầu tiên của vậy ta. À không, khác 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 khác. Con quái nó vẫn chưa nhận ra. Đấy, lão tôn của mày đây nữa mà. Ôi, anh em thấy chưa? Trên tay nó cầm một cái tràng hạt và cái lão này có vẻ như là phía thần Phật nhiều hơn đấy, tôi nói đúng mà. Ok. Một đống cái hiệu ứng luôn. Nhưng mà có vẻ như mà tôi đánh nó không đau, nhờ động nó đập một cái hình như là hết mẹ gần máu rồi. Nọc máu vào. Uầy, chúng ta có hệ thống phản đòn đấy nhá. Hầu tử hầu tôn. Nó nổ ba cái. Bỏ chạy á. Mình đang bỏ chạy ra khỏi chiến trường. Vậy tức là con boss đó không phải là con boss chính đúng không? Một dạng quái vật trên đường. Ok, nhặt nấm. Tôi nhặt một cái nấm. Chúng ta có thể thu thập vật phẩm và chế tạo đúng không? Thắp nhang để xếp game chứ còn cái đéo gì nữa. Anh em sẽ thấy trong các tựa game kinh dị tôi sẽ có cái điều này. Ok. Nó đem vào đây rất là ma mị anh em ạ. Vẫn chưa có tiếng Anh à? Tôi không đọc được tiếng Hoa. Có thể là dịch chuyển hoặc là xếp game. Xếp game, xếp game. Nhưng mà tôi cảm thấy nó vẫn hơi mờ, tôi không hiểu tại sao ạ. Có thể là chúng ta đang ở trong rừng cho nên nó hơi mờ. E. Đây cái này là mình thu thập đồ đúng không? Nhân sâm kìa, vậy là mình có thể chế tạo được các thứ. Wow, xem mặt nước kìa. Phải công nhận là nó đẹp hơn cái bản đầu tiên. Cái đoạn gameplay đầu tiên nó đẹp hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó vẫn rất là mờ, tôi không hiểu à. Nhặt cái. Ôi, còn có nhân sâm phách nữa à. Nào. Vậy rất 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 là nhiều cái loại quái dọc đường và quái địa phương. Anh em xem chuyển động của cây cỏ. Lại nóc máu. Ôi, bị trói nữa. Ôi. Chúng ta có cơ chế né, né một phản đòn. Oh shit. Ôi má, ăn một ghẻ con lỗ tôm nằm luôn. Wow. Tôi thấy cái skill này trong khi mà con Ngộ Không này đánh con rồng quá. Đây là các loại quái vật mà mình gặp. Chúng ta có thể đọc được. Đây là khung cảnh thác nước. Sao nước tôi thấy nó làm. Khoan đã. Làm sao mà mình biết được ở sau cái thác nước đó cũng có một cái đường nhỉ? Đây anh em bây giờ mới thấy được cái công nghệ ray tracing này. Rất là tươi sáng và đẹp. Hồi nãy trong rừng nó tối thôi. Một con rồng á.
Má một đống những cái hiệu ứng cháy nổ. Là đập đéo đau rồi. Là đập đéo đau rồi anh em ạ. Đau. Chúng ta có né. Né mà phản đòn các thứ luôn. Cái đuôi nó. Ui. À cái đuôi nó có một cái thanh kiếm. Một thanh kiếm 34 anh em ạ. Lại nóc máu. Cũng giống như những cái đoạn gameplay trước thôi thì cái cơ chế đánh của cái game này nó giống như là sao nhỉ? Nó giống như là chúng ta phải đánh không phải cứ nhào vô đập đập cho nó hết máu rồi mới dồn hết tất cả cái kill vô mặt cái con quái là được. Chúng ta phải canh nữa nên mà chúng ta phải canh và chúng ta chỉ có một cái thời điểm một hoặc hai thời điểm chúng ta có thể tấn công cái con quái thôi. Chứ đập thường thì nó có vẻ như là không đau và chúng ta sẽ mất nhiều máu. Thanh thứ ba là thanh lực anh em nhé. Thanh thứ ba chắc chắn là thanh lực. Thanh nhất là máu, thanh hai mana, thanh thứ ba chắc chắn là thanh lực. Khi mà né hay là đánh thì chúng ta sẽ mất lực đấy anh em thấy không? Bởi vậy chúng ta không thể nào mà nhào vô và đập được. À, đánh vào điểm yếu đây này. Đúng rồi đấy. Kem. What? Đây kỹ năng biến hình tôi biết rồi nhưng mà đụng mới có thể biến thành một cái con nào đó nó đụng nhìn nó ghê cũng tởm hơn chút xíu nữa không? Con này giống trên mà thêm cái âm nhạc nữa thì thôi. Rất là vui. Ok. Anh em thấy cái chuyển động của con rồng nó bay lên mà đáp xuống. Dường như nó không có bị chịu ảnh hưởng bởi cái độ hấp dẫn luôn ấy. Rất là hay, rất là đẹp. Nó bay lên nó đáp xuống rất là nhẹ nhàng. Chết à, một hit hết mẹ máu luôn. Bất lực bẻ chữ con rồng còn một xíu máu. Cào cá chết luôn rồi. Ok, cuối cùng thì đội ngũ chắc cũng đã được giết được con rồng rồi. Đây là một phụ bản hả ta? Không, đây là một cái main chính. Một cái main story. Cái cây đó là cây gì không? Như kim cương bản phiên bản đồng Storm. Wow, yeah. Ok, thì chúng ta vừa xem xong cái một cái đoạn gameplay và một cái đoạn cutscene của Black Myth Wukong vừa mới ra mắt 20 tháng 8 vừa qua. Vì game này tôi nghĩ là nó sẽ ra mắt vào năm sau. Hy vọng là nó sẽ ra mắt vào năm sau. Không có delay gì nhiều. Không có delay được quá là nhiều. Ví dụ như là delay 1-2 ngày thì được. 1-2 tháng. 1-2 năm. Quá nhiều đi anh em ạ. Và hiện tại thì anh em thấy là nó có cái lối chơi tạo hình nhân vật rất là đa dạng. Lối chơi khá là hấp dẫn ấy. Không phải là nhào vô đập. Tôi thích cái điều đấy. Có cả thanh lực nữa. Và nữa là nó rất là mượt. Chuyển động nhân vật, âm thanh, hình ảnh các thứ. Anh em thấy rồi đúng không? Đó còn chưa phải là hình ảnh cuối cùng của game nữa. Thì chúng ta có quyền mong chờ. Có quyền mong chờ cái tựa game của năm sau đấy. Một cái hiện tượng của năm sau đấy. Và vì thế nó đang được thổi phồng khá là nhiều. Và tôi hy vọng là nó ra mắt với một cái không có bonus thêm một cái độ giống như là cyber nào đấy. Không có bonus thêm một cái lỗi hay là cái giật lắc hay là cái thảm họa
Ok, được rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Vài lời chia sẻ, đây là một cái vài nhận định cá nhân của mình về cái gameplay cũng như là đoạn cutscene vừa rồi ha. Cảm ơn em rất là nhiều và anh em có thể xem thêm những cái đoạn reaction khác trên BBLM Channel. Đừng quên là mình vẫn còn đang live 21 giờ hàng ngày trên BBLM Channel. Anh em ghé qua đăng ký ủng hộ sub một like để ủng hộ kênh ngày càng phát triển anh em nhé. Cảm ơn em rất là nhiều một lần nữa và ok, bye bye, see you again. Mình sẽ còn cập nhật tiếp những cái thông tin về con bé mới công trên Facebook của fanpage BBLM Channel. Ok, bye bye, see you again.